Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nói riêng, các tỉnh thành lân cận nói chung, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc, đối tượng mạo danh cán bộ công an đang điều tra thụ lý vụ án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Ngày 28 tháng 1, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Nụ về việc có người lạ tự xưng là cảnh sát điều tra. Điện thoại tới đe dọa, thông báo thông tin cá nhân của bà đang bị các đối tượng phạm tội lợi dụng. Người này yêu cầu bà Nụ phải chuyển 220 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để giải quyết. Bà đã nghi ngờ và kịp thời trình báo công an. Không thông tin với chú là chú ấy bắt tôi. Tiền thì tôi là kho cho vào ngân bạc nhà nước nên tôi là cũng sợ. Thế mà tiền là các chú bảo là chú giữ cho tôi là giữ an toàn thôi. Thì để chú ấy giả. Bọt bắt tôi là phải mang cái giấy chứng minh thư này lên là lên ngân hàng nhà nước là để giao dịch tiền. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Lục nhanh chóng phong tỏa tài khoản, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của đối tượng, đồng thời đang tập trung lực lượng điều tra truy bắt đối tượng. Đối tượng yêu cầu bị hại không được tiết lộ, trao đổi thông tin đối với ai, kể cả người thân trong gia đình, và yêu cầu bị hại nhanh chóng đến ngân hàng chuyển khoản theo các số tài khoản lạ mà các đối tượng yêu cầu. Trước thủ đoạn trên, để chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm mạo danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, lực lượng công an cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời khuyến cáo người dân, cơ sở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khi nhận được cuộc điện thoại yêu cầu chuyển tiền không rõ ràng hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, cần thông báo cung cấp thông tin cho lực lượng công an để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.